là thấy sơn màu này giống con luôn á. À, được không con? Sơn màu, đừng có nói cho cái màu này cái đèn nghe không? Thao quỳ nó xuống. Nói cho cái màu cái đèn là nó đuôi mắt á. Đấy ra em ơi. Thôi đợi Út xíu nha, để Út sơn cái chân cái. Đâu, khoe coi lên coi đẹp không? Đẹp không? Con thấy đẹp chưa? Anh hai sáng nay nhảy được mấy cái nhảy dây rồi chưa nhảy luôn hả? Đừng có cục kĩa mà con nè, đừng có cục kĩa để ốc sơn nè. Rồi bỏ vô xe ra, bỏ vô. Ủa trong này mát lắm mà hốt vậy? Mát nóng quá chứ mát gì. Nóng thì sao nó khô nhăn? Nhưng mà nó có ánh đèn á. Đi cho nó mát chút chút hả? Không có mát, nó nóng. Cái gì con được thử một lần? Cái gì con trai? Ủa con trai mà xuống tay mà thử. Đúng rồi, con trai không được xuống tay. Có gì được thử vô đó cho nó vui. Vui gì? Con này nóng chết mà vui. Con này nóng chết mà vui. Nóng tay á. Không phải vui đâu. Hả?
con nghe nói chung cũng khá nhạt, để hai chân lực con hát cái nói chung ra đây cái nhớ ra đây. Ủa con hát một tay này tay là mới sơn đúng không? Mới sơn một khu rồi tháo được. Nhưng mà lấy con tay mình đụng dưới được không? Được luôn. Không nóng tay. Được luôn. Được bình thường.